mời cả nhà vào ạ. Chào Phạm Văn Đồng, chào Phương Thánh. Nãy lắc quá, mời cả nhà vào lại nha. Chào chị Phương Thánh. Chào ông bạn già. Lâu lắm rồi á, Hạnh Lê mới livestream lại. Công việc bận rộn quá. Chào cả nhà. Mời mọi người vào lại nhé. Hồi nãy hơi bị lag mạng cho nên là cái livestream cũ bị gián đoạn. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái lễ trương tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa do dòng chúa cứu thế 38 kỳ đồng cùng với đám dân chủ cội tổ chức. Chào các anh chị, chào cả nhà. Chúng ta lại tiếp tục phản đối cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày mai ngày 13 tháng 8 ở 38 kỳ đồng dòng trước cứu thế kỳ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức cái gọi là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Chào anh Nam Hải, chào anh Nguyễn Minh Tuệ, chào Văn Hưng Hưng. Vâng ạ, mọi người vào đi ạ, vào lại nhé. Vào ngày mai thì tại 38 kỳ đồng tổ chức cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Như chúng ta biết, tội ác của Mỹ ngụy không còn gì bàn cãi, cả thế giới đều biết. Ngày xưa thì thậm chí người dân Mỹ họ cũng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam. Vâng. Chào cả nhà. Nhắc tới Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta liền biết ngay đó là một chế độ tay sai, một chế độ ngụy quân ngụy quyền, một cái công cụ, một con rối của Mỹ. Họ sẵn sàng bán nước cầu vinh Việt Nam Cộng Hòa. Họ cầm súng của Mỹ, ăn cơm Mỹ, ăn bơ thừa sữa cặn, nhưng lại bắn giết đồng bào ta, nhưng lại ném bom xuống đầu của đồng bào ta. Vậy thì tri ân cái gì? Tri ân mã mẹ nhà nó. Anh Bà Nguyễn muốn tham gia. Mời anh Bà Nguyễn. Rồi, xin chào bà Hạnh Lê, xin chào tất cả các bạn. Thì là mới nhớ là xin chào anh Bà Nguyễn. À, là cái bọn mà ở đúng rồi anh. Đúng rồi, 38 tỷ đồng. Đúng. Chúng nó tổ chức gọi cái lễ, lễ gọi là tri ân thương phế binh Cộng Hòa thì mình nhớ lại. Đúng, năm ngoái, cách đây cứ khoảng hơn một tháng đúng không? Thì anh em mình mới tổ chức ra coi như là phản đối cái lễ tri ân của cái bọn ở 38 tỷ đồng ấy, để mà phản đối bọn nó. Hôm đó thì có Hạnh Lê, thì ngoài Nam Anh rồi là cũng và Nguyễn Trọng Nghĩa và một số người nữa, thì trời mưa tầm tã đúng không? Thì bây giờ mình nhớ lại cái kỷ niệm hồi đó thì là cũng làm thực tế là mình mang loa ra mình để vạch mặt nó, để làm cho nó vẽ mặt nó ở cái như thế này, tức là
đối với mình như vừa nãy cái live trước của em thì anh ấy nói là đối với lại những người thương binh của coi như mình thì mình gọi là thương binh, nhưng bác Hồ nói là thương binh tàn thì không phế, nhưng mà chúng nó lại là thương phế binh Việt Nam cộng hòa, tức là cái loại đấy là vất đi rồi, đúng không? Thì đó là cái bản chất của cái chế độ Ngụy Sài Gòn đấy, theo anh nghĩ là như thế. Còn bây giờ này, qua đây mình thấy nhá, bây giờ ví dụ là khi cuộc chiến tranh Việt Nam thống nhất đất nước kết thúc vào tháng 4 năm 1975 thì tất cả những người thương binh, tức là thương phế binh, coi mình gọi trong cái cách gọi của bọn Ngụy Sài Gòn thì gọi là thương phế binh cộng hòa Việt Nam cộng hòa, thì những người cộng sản và nhân dân chúng mình cũng coi những người đó như là những người dân bình thường của Việt Nam. Thì theo anh nghĩ là, anh biết là này, những người đó hiện nay thì vẫn được hưởng cấp là mọi người mới thấy cái tính siêu việt của cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đúng không? Người ta trước kia người ta cầm súng, người ta chống lại những người cộng sản và chống lại nhân dân và nói chung là đàn áp nhân dân, nhưng mà khi người ta đã là gọi là bị thương trong chiến tranh thì những người cộng sản thì coi người ta vẫn cứ là nhân dân, và hiện nay vẫn có cái tiền trợ cấp, những người tiền trợ cấp nó là coi như nhân dân mà, chứ còn bây giờ bọn nó bảo hưởng chế độ chính sách bằng thương binh của mình để là người ta chỉ hưởng cái gọi tiền trợ cấp từ công đoàn. Thì qua đây mới thấy gọi là cái chính sách là tính rất nhân văn và nhân đạo của cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhưng mà nói chung là theo anh nghĩ này, cái chuyện mà tiếp ở cái bọn ấy ở dòng chú để mà nó quyên góp và chúng nó bớt xén đi và để lấy cái tiền đấy nó chia nhau, đó là cái mục đích chính của chúng nó thôi đấy, chứ còn chúng nó không có thương xót thì là những người gọi là thương phế gì đó rồi. Vâng ạ, thiết nghĩ nếu mà chúng nó hiện tại á, thì á, mồ mả ông bà cha mẹ của chúng nó nằm ở đây rất là nhiều. Nếu mà chúng nó thương xót cho những người mà đã chết á, thì chúng nó nên về đây mà xây sửa mồ mả cho cha ông bà cha mẹ chúng, đúng không anh? Chứ còn á, những cái kẻ mà bây giờ ha, cứ suốt ngày cứ chờ đợi làm không lo làm, cứ chờ đợi ngửa tay, chờ đợi ba cái lễ tri ân đồ nọ. Nhưng mà đặc biệt mình phản đối là vì sao? Trong cái lễ tri ân đó, những tên linh cẩu, những tên dân chủ cuội lên phát biểu hứa hẹn cái ngày mà Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ, cái đó đều không chấp nhận được. Cái lễ đó thực sự là một cái lễ mà gọi là khơi dậy hận thù, khơi dậy hận thù, chứ không phải là tri ân tri yết cái gì hết trơn á. Mọi người ai cũng biết cái tội ác của Mỹ Ngụy rồi, một chế độ đánh thuê, một chế độ tay sai rồi, thì không có cái lý gì mà tri ân những cái kẻ mà đã giết hại đồng bào hết trơn, đúng không? Thì năm ngoái thì cũng là cái lần mà anh em mình ra ngoài dòng Chúa Cứu Thế 38 kỳ đồng, thì cũng là lần đầu tiên em được gặp anh đó, em vẫn còn nhớ rất là rõ, đó là lần đầu tiên là em gặp anh. Thì bây giờ anh nói với em, mặt bên em hơi giật giật đúng không ạ? Mọi người đó, nghe rõ không? Cái mặt của em nó quá xấu, nhưng mà thôi chúng chịu khó rồi thôi. Mạng dạ. Dạo này hình như nó có vấn đề. Thì anh nói, em nói vừa nãy rất là đúng, tức là chúng nó chỉ lợi dụng những cái người gọi là, chúng nó gọi là thương binh đó để chúng nó tuyên truyền về những cái gọi là bị ổn của chúng nó thôi. Với thứ nữa là bây giờ như này, chứ thực tế ra là chúng nó cũng chẳng có thương xót gì mấy cái ông què, mấy cái ông mà gọi là thương phế binh đó, đúng không? Bây giờ như này có một cái mà anh thấy là ví dụ chúng nó làm mà chúng nó không được một cái gì, mà chúng nó không bao giờ chúng nó làm, ví dụ như là nghĩa trang, mình gọi là nghĩa trang nhân dân Bình An bây giờ, mà chúng nó gọi là nghĩa trang quân đội đấy ở Biên Hòa, nhưng bây giờ mình gọi là nghĩa trang nhân dân Bình An. Thạnh Lê đã lên nghĩa trang đấy rất nhiều lần rồi, đúng không? Còn rất nhiều những ngôi mộ mà không được sửa chữa, không được đắp lên cho nó đẹp, mà mỗi ngôi mộ đó làm xây lên chỉ, ví dụ theo anh xem ấy, ở ban quản gia nó chỉ có 1 triệu đồng thôi, thì mình đã xây lên gọi là tạm tạm rồi, nhưng ở đấy vẫn còn những mô đất, đấy là cái đồng đội chúng nó đấy. Bây giờ ở bên chúng nó kêu gào
rồi là chúng nó coi như là quyên góp tiền, cuối cùng chúng nó đút vào túi chúng nó luôn. Đấy là cái sự coi như là bố láo bố tuét, cái thuộc dạng mình không nói biết nói những cái từ nào mà để cái sự lừa đảo chuẩn ngu quả, cái lũ mà gọi là hiện nay ấy, nó gọi là chúng chống động loan ở bên đó cả. Đấy, nó thương xót những cái đồng đội nó nằm xuống, có những ngôi mộ được coi như nhân dân Việt Nam coi như là mình bảo quản cho chúng nó, nhưng bây giờ chúng nó coi như về chúng mình nó phải xây đi. Đúng không? Mỗi ngôi chỉ cần 1 triệu đồng thôi, nhưng mà nó con đâu có xây, đúng không? Những cái đấy thì nó không làm cho những người đồng đội sát cánh cùng chúng nó chiến đấu, nhưng bây giờ chúng nó làm ở cái vụ ở chỗ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở dòng chú cứu tế cứu lao động, do cái âm mưu của chúng nó chỉ là tuyên truyền và chúng nó moi tiền ở mấy, mình nói thẳng ra mấy thằng xe đạo á, là chúng nó moi tiền của cái bọn bên kia về thì chúng nó tri ân thì ít, chúng nó đi khám bệnh hoặc là mấy một anh thấy là mỗi người được một phần quà nho nhỏ, và coi như nó đi khám bệnh coi như là tìm tung tất cả đo ở đấy nút áp yếu, sau đó trở đến bệnh viện công của Việt Nam để mà khám những cái vớ vẩn thôi. Thì nó nói chung là những cái đó thì thực tế là cũng chả giải quyết cái gì, nhưng mà đấy là cái âm mưu của chúng nó, cho nên là mình ấy, thế là không biết là năm nay thì anh em mình có tổ chức đến hay không thì anh không biết, nhưng mà cái vấn đề cái là mình cũng trôi qua những cái livestream này, cái mình vạch mặt chúng nó để cho các bà con mình ở trong nước và bên hải ngoại hiểu rõ được cái bản chất coi như là của chúng nó. Tôi bây giờ mạng nó hơi yếu thì anh Bằng nói rất là đúng. Thực ra chúng nó chỉ dựa vào những cái sự kiện, những cái chương trình để trục lợi tiền từ hải ngoại mà thôi. Anh có khi anh chào Hải Dây và chào tất cả các bạn, anh 9:30 anh phải tắt xong rồi nhé. Vâng. Chào em. Vâng, anh Bà Nguyễn nói rất là đúng. Dạ. Sự kiện, những cái chương trình để trục lợi từ hải ngoại mà thôi. Có à, lúc nào anh thấy em đứng hình thì anh có thể nói giúp em. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Có lẽ mạng hơi yếu một chút xíu. Dạ, xin nhắc lại luôn. Chào chị Dạ Thảo, chào anh Đào, chào Trần Duy. Anh Bà Nguyễn ơi, mạng hơi lắc đúng không anh? Mọi người nghe rõ không ạ? Lâu lâu mới livestream một lần, mà đến khi livestream mạng lắc quá. Chào Trần Nam Việt. Chúng nó chỉ lợi dụng những cái chương trình, những cái buổi này để mà trục lợi từ hải ngoại mà thôi, chứ chúng nó chẳng hề quý mến hay là tri ân tri ít cái gì đám tay sai cả. Nhưng mọi người thấy mỗi lần mà có cái chương trình gì đó thì chúng nó lại kêu gọi quyên tiền từ hải ngoại cũng như là các nhà hảo tâm ở hải ngoại, để rồi chúng nó bỏ túi và chúng nó trích ra một phần rất là nhỏ để tổ chức chương trình mà thôi. Hạnh Lê ngang đây, Hạnh Lê cũng xin nói sơ cho mọi người một chút xíu để mọi người có thể là giải trí buổi tối. Chúng nó gọi thương phế binh là một cách gọi rất là mỉa mai, một cách gọi cái gọi là phỉ nhổ phỉ báng những người mà chúng nó đang tri ân, chứ không phải là chúng nó đang biết ơn cái gì đâu. Phế là tàn phế, là phế bỏ, là phế thải. Người ta tàn nhưng không phế. Còn đây là chúng nó gắn cho những cái người mà chúng nó biết ơn cái gọi là phế luôn. Cái đó là cái một cái rất là hài hước, một cái là nhắc tới là chúng ta chỉ buồn cười thôi, vì cách gọi đó là một cách gọi miệt thị rõ ràng. Nếu chúng nó muốn tưởng nhớ biết ơn những cái người đó thì có lẽ chúng nó nên làm những cái việc có ích hơn, như là gửi tiền về xây các ngôi mộ,
ở nghĩa trang Lái Thiêu hoặc nghĩa trang Bình An, đúng không ạ? Thành đã rất là nhiều lần lên nghĩa trang Lái Thiêu và nghĩa trang Bình An, có những ngôi mộ còn nằm trong một đống đất rất là hoang tàn, có những ngôi mộ thì có người nhà họ về thì còn xây lên đẹp đẽ, nhưng mà cũng rất nhiều ngôi mộ bỏ hoang, những ngôi mộ để không, những ngôi mộ gọi là chỉ là một cái nấm đất thôi. Những cái việc thực tế như thế mà chúng nó không làm, chúng nó chỉ lợi dụng các cái chương trình để trục lợi thôi. Ví dụ như là chương trình dỗ Ngô Đình Diệm, mọi người có để ý đến mọi người có để ý những cái chương trình mà dỗ Ngô Đình Diệm mà đó, chúng nó khóc thương cho Ngô Đình Diệm, chúng nó khóc thương cho Ngô Đình Diệm, chúng nó tới viếng đọc kinh rồi khóc thương cho một cái tên gọi là tên gì ta, một tên giết người không gớm tay, Ngô Đình Diệm. Khóc thương để làm chi? Sau cái buổi khóc thương là những cái lúc mà chúng nó cười hả hê mở tiệc ăn mừng. Vậy là chúng nó đang ăn mừng Ngô Đình Diệm chết hay là đang khóc thương cho cái thây ma Ngô Đình Diệm? Điều đó càng chứng tỏ rằng những cái cuộc mà gọi là tri ân, những cái cuộc gọi là đám tang, dỗ, những cái cuộc gọi là những cái chương trình của chúng nó chỉ là để trục lợi mà thôi. Và tiền đâu? Tiền chúng nó bỏ túi, chia nhau bỏ túi. Hạnh Lê đã từng tới nghĩa trang Lái Thiêu, Hạnh Lê đã phỏng vấn một cái bà quét rác ở trong nghĩa trang Lái Thiêu. Bà ấy nói rằng có những cái lần mà dỗ Ngô Đình Diệm, Việt Kiều ở nước ngoài họ về và họ thấy cái ngôi mộ hoang tàn, thậm chí cây cỏ còn không được cắt, không được tỉa. Người ta đã hỏi bà rằng: ủa, chúng tôi đổ tiền về đây rất là nhiều, sao ngôi mộ lại tan hoang mà không được chăm sóc như vậy? Chứng tỏ rằng các kiều bào ở hải ngoại đổ tiền về rất là nhiều để xây sửa mộ phần cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa, để gọi là cái tụi nó tri ân đó, nhưng mà lại vô túi những kẻ dân chủ cuội trong nước, chứ hoàn toàn những ngôi mộ vẫn còn tan hoang và những ngôi mộ vẫn còn tan hoang mà không được chăm sóc. Nhắc tới cái việc mà các nghĩa trang Lái Thiêu cũng như là nghĩa trang Bình An, chúng ta có thể khẳng định một điều rằng chúng ta có thể thấy rõ rằng cái sự nhân từ nhân đạo của Đảng và nhà nước ta. Nghĩa tử là nghĩa tận, khi họ chết rồi, Đảng và nhà nước ta vẫn cho họ một cái chỗ để yên nghỉ, một cái chỗ để mà có thể là mồ yên mã đẹp để yên nghỉ. Vậy là quá nhân đạo đối với họ rồi còn gì, đúng không ạ? Chào anh Lương Văn Đoàn. Mình thấy Ngô Đình Diệm, tao đang chửi mày đây. Như các bạn biết, những cái kẻ mà bắn giết đồng bào, giết hại dân lành, làm tay sai bán nước cho giặc, mà đến đáng lẽ là phải bấm thành viên bỏ vô đầu đạn và bắn ra Biển Đông cơ. Đằng này á, Đảng và nhà nước ta rất là khoan hồng, rất là nhân đạo, khi vẫn cho họ một cái nơi gọi là yên nghỉ. Nghĩa trang Bình An, nghĩa trang Lái Thiêu là những nơi ở đó có những ngôi mộ của lính Việt Nam Cộng Hòa, ngôi mộ của các thế lực thù địch, những kẻ đã giết hại đồng bào. Nhưng mà dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, đúng không ạ? Vậy mà chúng nó còn không biết ơn Đảng nhà nước ta. Chúng nó chẳng những không biết ơn Đảng nhà nước ta, chúng nó không có nhìn rõ những cái điều đó. Chúng nó nghĩ chẳng lẽ cái việc mà chăm sóc mộ phần của những kẻ mà gọi là bắn giết đồng bào là nhiệm vụ của Đảng Cộng sản sao? Chúng nó quên đi
những cái ngôi mộ, những cái thây ma đó chưa có bị đốt ra thành tro, băm với là những cái đầu đạn để mà bắn ra ngoài, buộc vào đầu đạn để bắn ra ngoài Biển Đông là may cho nó, chúng nó lắm rồi. Chúng nó còn không biết ơn mà bây giờ chúng nó còn đi làm những cái trò mèo, nào là tưởng nhớ, nào là tri ân. Chúng nó suốt ngày lôi những cái thây ma đã chết, lôi lên lôi xuống để trục lợi kiếm tiền. Mà ngộ Ngô Đình Diệm bị ai giết? Ngô Đình Diệm bị đệ nhị Cộng Hòa giết, mà xúi dục lại là bu Mỹ của chúng nó. Vậy thì chúng nó nếu mà tiếc thương cho Ngô Đình Diệm, nếu mà khóc thương cho Ngô Đình Diệm thì đáng lẽ ra chúng nó phải hận cái thằng Nguyễn Văn Thiệu, đúng không? Chúng nó phải hận cái đệ nhị Cộng Hòa, chúng nó phải hận bu Mỹ, là chính bu Mỹ đã giết bố nó, giết Ngô Đình Diệm, đúng không ạ? Thế mà chúng nó miệng thì tiếc thương cho Ngô Đình Diệm, mặt khác thì lại là tôn vinh Nguyễn Văn Thiệu, mặt khác nữa lại đi bu bám bu Mỹ. Tại vì chúng nó dám phản đối bu Mỹ, bu Mỹ đuổi cổ cắt cổ. Nên nhớ là hơn 8.000 người đang bị trục xuất khỏi Mỹ, mà tất nhiên là đất nước ta không có nhận những cái thành phần đó. Đúng rồi, anh Trần Việt, à Trần Nam Việt gọi cái bãi tha ma thì đúng hơn. Nhưng mà đây á, đảng và nhà nước ta rất là tôn trọng, rất là cho họ, và là rất là nhân đạo, rất là nhân từ khi cho họ một nơi mồ yên mã đẹp, cho họ một nơi nằm nhân không biết ơn, suốt ngày kích động chống phá, nào là tri ân, nào là biểu tình, nào là kích động, nào là khơi dậy hận thù đó. Ngày mai đó, tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó, chúng nó là những kẻ bắn giết đồng bào, sát hại nhân dân. Chúng nó là những kẻ làm tay sai ngoại bang, tay sai cho giặc. Thì tri ân cái gì? Thương tiếc cái gì nữa? Thương tiếc gì những kẻ mà gây ra những cái tội ác? Những kẻ giết người không gớm tay mà thương tiếc cái gì? Đúng không ạ? Cho nên qua cái livestream này, Hạnh Lê cũng muốn các anh chị, chào Thanh Thanh, các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng đồng loạt lên tiếng phản đối cái chương trình tri ân thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa, một cái chương trình trục lợi, như một cái chương trình khơi dậy hận thù của dòng chúa cứu thế 38 kỳ đồng thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức, ngày mai sẽ tổ chức diễn ra. Năm ngoái thì Hạnh Lê và các anh chị cũng đã tới đó dùng loa và phản đối ngay trước cửa của dòng chúa cứu thế kỳ đồng. Thì cũng mong là các anh chị và các bạn trên cộng đồng mạng này có thể lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta phản đối kịch liệt, bài trừ cái buổi lễ này. Tại vì buổi lễ này là một buổi lễ vô bổ. Người tổ chức buổi lễ là đám dân chủ cuội, đám chống cộng hải ngoại, móc nối với dòng chúa cứu thế kỳ đồng tại Việt Nam để khơi dậy hận thù. Tại vì sao gọi là khơi dậy hận thù? Trong cái buổi lễ đó, cái việc mà chúng nó nói tới là những cái lời hứa hẹn về cái ngày mà cộng sản sụp đổ, vậy thì đó chắc chắn là tụi nó đang khơi dậy hận thù rồi. Cách đây mấy năm, trong một cái buổi lễ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại 38 kỳ đồng, chúng nó có mời Linh Mục Nguyễn Duy Tân tới, và Linh Mục Nguyễn Duy Tân đã hứa hẹn ngày cộng sản sụp đổ không xa. Nhưng mà đáng tiếc rằng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chúng nó vẫn không làm rụng được cọng lông nào của cộng sản. Chào chị Hà Dương, chào anh Trung Đỗ. Chúng nó không làm rụng được cọng lông nào của cộng sản cả. Cho đến bây giờ chúng nó vẫn cay cú tức tối. Và mỗi năm, cứ mỗi lần đến cái lễ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng nó tổ chức, lại có những kẻ lên
để hứa hẹn những cái lời lẽ như là cộng sản sụp đổ, gieo niềm hy vọng trong cái đám con cháu Việt Nam Cộng Hòa sau này. Chúng nó đang khơi dậy hồn hận thù cho những cái lứa F2, F3 Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù biết là đụng tới tôn giáo thì không dễ dàng đâu, nhưng mà chúng nó quá manh động, quá coi thường luật pháp Việt Nam, quá coi thường những cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang mang lại cho chúng. Thường thì chúng nó sẽ tổ chức vào 6 giờ sáng là tụi dân chủ cuội đã có mặt tại đó rồi. Em nhớ mỗi năm thì có cái con Trần Thu Nguyệt. Trần Thu Nguyệt là hình như là nó cũng dạng là thủ quỹ hay gì đó, con dân chủ cuội Trần Thu Nguyệt. Và đám như là đám Nô Du thành phố Hồ Chí Minh nó có mặt tại đó để tổ chức. Thì 6 giờ chúng nó có mặt, chúng nó mặc đồng phục đàng hoàng đó. Và ngang thở 7 rưỡi thì bắt đầu chúng nó đón với những người mà gọi là phế binh đó tới. Sau cái buổi làm lễ đầu tiên thì chúng nó sẽ nói về cái vấn đề mà tri ân, rồi kể lại cái sự tích là đã giết bao nhiêu tên cộng sản, rồi chúng nó sẽ hứa hẹn ngày cộng sản sụp đổ như thế này như thế nọ. Rồi kết thúc buổi lễ, chúng nó sẽ bắt đầu mới là cho người cho họ đi khám bệnh, để phát thuốc vân vân. Thì cái buổi lễ của nó là như thế. Thường thường thì nó hay livestream trong những cái trang web. Thì có gì ngày mai thì mọi người có để ý, mọi người có search cái tri ân với mình Việt Nam Cộng Hòa là tự động ra. Đây là một buổi lễ khơi dậy hận thù rõ ràng luôn. Mọi người nhớ nhé, khoảng 6 tụi dân chủ cuội sẽ có mặt ở đó khoảng 6 giờ sáng để tổ chức. Và khoảng 7:30 thì chúng nó sẽ đón những người đó về làm lễ. Khoảng 8 giờ đến 8 rưỡi thì bắt đầu đưa họ đi mời khám ở trong đó luôn. Sau đó khoảng trưa thì họ về. Mọi người biết rằng cái dầm chúa Cứu Thế Kỳ Đồng là một cái nơi gọi là bất khả xâm phạm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Một cái điểm nóng rõ ràng. Nhớ ngày xưa cái con Emily nó về Việt Nam á, nó cũng tá túc ở trong đó. Và khu vườn rau của dòng chúa Cứu Thế Kỳ Đồng tá túc rất là nhiều đám dân chủ cuội và đám phế binh đó. Có một đợt là Dũng Phi Hổ cũng ở khu vườn rau ở bên Tân Bình, thì khu vườn rau đó của dòng chúa Cứu Thế Kỳ Đồng luôn. Và ngày mai thì 90% là có một số nhà dân chủ cuội như là con Trần Thu Nguyệt hay là thằng Nguyễn Pen hoặc một số vợ chồng, thậm chí cũng có thể có năm ngoái thì có cả một số dân chủ cuội đã tới đó. Nhưng mà sau đó thì sau cái đợt mà tri ân thưa với bên Việt Nam Cộng Hòa và Hạnh Lê cũng như các anh chị thành phục cờ đỏ thành phố Hồ Chí Minh tới đó phản đối kịch liệt, thì những ngày sau đó như mọi người còn nhớ thì chúng ta bắt được khá nhiều. Chúng ta bắt được 2 đối tượng ngay trước phòng Công Lý và Hòa Bình của dòng chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, khi chúng nó đang tuyên truyền, chúng nó đang lợi dụng cái việc tri ân để mà kích động. Và năm ngoái là một cái năm thành công khi chúng ta bắt khá nhiều đám tụi phản động theo điều 79, điều 88 và điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Đó là một điều rất là hay. Hành Lê cũng mong là hốt hết tụi nó cho rồi, chứ để chúng nó cứ kích động chống phá, không cho người dân yên ổn làm ăn. Như Hành Lê thì Hành Lê cũng buôn bán mà chúng nó cứ kích động biểu tình chống phá ngày này qua tháng nọ như vậy, thật sự rất là nhức đầu, không yên để làm ăn nữa. Chào Hương Thanh, chào Nam Anh,
dạ Nam Anh. Cho nên á, qua buổi livestream này, Hạnh Lê cũng mong muốn rằng các anh chị và các bạn cùng Hạnh Lê hãy lên mạng, hãy ai có thể livestream được hãy livestream, ai có thể viết bài hãy viết bài, kêu gọi phản đối cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa này vào ngày mai của dòng Chúa Cứu Thế 38 kỳ đồng thành phố Hồ Chí Minh. Và cho mọi người thấy được rằng tội ác của Mỹ Ngụy nó như thế nào, tội ác của tụi Mỹ Ngụy nó ra sao, chúng nó có đáng được tri ân hay không. Đảng Cộng sản Việt Nam ta rất là nhân từ khoan hồng khi cho chúng nó sống trên cái đất nước này, cho chúng nó một nơi mồ yên mã đẹp là nghĩa trang Bình An, nghĩa trang Lái Thiêu, mà chúng nó còn không biết ơn, chúng nó còn tiếp tục lên mạng chống phá, chửi bới, chửi chính quyền, xuyên tạc đủ các kiểu. Mạng hơi bị lắc, mạng hơi bị lắc. Có lẽ Hạnh Lê sẽ kết thúc livestream tại đây. Cũng mong rằng mọi người và các anh chị và các bạn hãy cùng Hạnh Lê lên tiếng phản đối mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi người nói một tiếng nói thì cái sức lan tỏa nó sẽ mạnh hơn. Chúng ta cùng lên tiếng phản đối cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của 38 kỳ đồng, dòng Chúa Cứu Thế kỳ đồng. Chào các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những lần livestream sau.